Thượng sư, ở lễ tang vừa rồi con thấy ngài Thích Phổ Tuệ, người đứng đầu giáo hội Phật giáo Việt Nam, yêu cầu chỉ tụng đọc kinh chuyển pháp luân và niệm hồng danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở lễ tang của ngài. Con rất mừng vì điều này. Liệu có phải tuy ngài Phổ Tuệ là tu sĩ theo đại thừa, nhưng ngài đã hiểu rõ đạo Phật nguyên thủy mới là căn bản, mới là hình chính, mới là chính thức những gì Phật dạy công sư? Sư đã nói khá là nhiều lần, khá là nhiều lần, và sư mong, sư mong là chúng ta đó tránh cái một cái thái độ gọi là vùng miền, vùng miền cũng đúng, mà tránh cái thái độ mà cái hệ phái. Bởi vì đó có những người đắp cái y nguyên thủy, nhưng thực tế đó họ chỉ là ông sư Nam Tông thôi. Tức là gì? Đơn giản đắp cái y này thì gọi là ông sư Nam Tông, chứ còn vì đó không phải là một ông sư nguyên thủy, hoặc là một ngôi chùa. Sư xin lỗi nha, nếu mình có chùa nguyên thủy nhưng mà sư không có nói cái chùa đó nha. Có những ngôi chùa mang danh là chùa nguyên thủy, nhưng mà coi chừng có thể ngôi chùa đó chỉ là chùa Nam Tông. Có những ông sư thì đương nhiên, có những ông sư thì mình nhìn là ông sư Nam Tông, nhưng mà có thể đó là một ông sư nguyên thủy. Nguyên thủy là gì? Là sự thực hành đúng theo lời của Phật dạy. Có thể bản thân vì đó còn một vài cái khiếm khuyết do nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng mà cái cốt lõi đó, vì đó vẫn giữ được những cái giá trị của Phật nha, những giá trị của Phật vào thời của Đức Phật, thì mình vẫn có thể gọi đó là một vị tu sĩ nguyên thủy. Cho nên dù cho một vị tu sĩ mà mặc một cái tấm y bắc truyền, nhưng mà vì đó có chánh kiến, thực hành bát chánh đạo, có niềm tin nơi Đức Thế Tôn, thì vì đó vẫn là một vị sư nguyên thủy. Đương nhiên là kể tính luôn cả giới luật. Có một vài trường hợp mà sư nghĩ là sư chia sẻ đó là gì? Trong luật ấy, một vị tỳ kheo thọ giới xuất gia mà đúng theo luật ấy, mà trong trường thì vì đó đương nhiên là thành một vị tỳ kheo. Nhưng trong trường hợp ví dụ như sư nè, thọ giới xuất gia đúng theo luật, sư là một vị tỳ kheo, nhưng mà vì một lý do nào đó ha, sư gỡ cái lá y này ra, sư mặc vào một cái bộ đồ, ví dụ như là một bộ đồ của một vị tu sĩ đạo Hồi, hoặc một vị tu sĩ đạo Chúa, hoặc là của một cái tông phái nào đó, nhưng mà vẫn giữ giới của một vị tỳ kheo, vẫn sinh hoạt và vẫn sinh hoạt thực hành theo đúng bát chánh đạo, thì khi đó đó sư chỉ bị, sư bị một lỗi. Bị một lỗi đó là gì? Không đắp y theo đúng Đức Phật dạy. Nhưng mà cái lỗi đó đó nó chưa phải là cái lỗi phải bị hình phạt nặng hoặc bị trục xuất, thì chưa chưa phải trường hợp đó. Cho nên đó quý vị có thể nghĩ đó là một cái sự nghĩ. Thành thử một ông sư có phải nguyên thủy hay không, không có phụ thuộc vào cái tấm y hoặc cái hình thức mà vị đó thể hiện, mà nó nằm ở cái chỗ đó, cái cốt lõi vì đó có thực hành theo bát chánh đạo hay không.
và có niềm tin nơi Đức Thế Tôn hay không? Đương nhiên kể luôn cả việc vì đó có hành trì đúng theo giới luật hay không. Và sẵn thì sư cũng nhắc luôn, cũng có một số ông sư Nam Tông, Đắc Y Nam Tông, thì cũng đương nhiên là phải tụng Nam Mô Tát Xá rồi, tụng hồng danh Đức Thế Tôn rồi, và cũng đọc kinh Chuyển Pháp Luân, cũng kêu gọi thực hành bát chánh đạo, thực hành tứ niệm xứ. Nhưng mà trong cái đầu của vị đó là tà kiến, một đống tà kiến ở trong đó. Vị đó lý giải bát chánh đạo theo một cái kiểu mà mình không thể tưởng tượng nổi. Vị đó lý giải tứ niệm xứ theo một cái kiểu mà mình không thể tưởng tượng nổi. Thì đó chỉ là một ông sư Nam Tông thôi, chứ đó không phải là một ông sư Nguyên Thủy. Thành thử á, cái hình thức bên ngoài nó chưa có nói là được vấn đề đâu. Có phải Nguyên Thủy hay không á, thì mình phải xem coi là vị đó có chánh kiến hay không, có thực hành theo đúng lời dạy Đức Thế Tôn hay không nha. Vì chờ sư tí sư đi xin lấy nước, nãy quên rót nước.